Năm 2018, một năm đầy thách thức và biến đổi với nền kinh tế nói chung và Huyền Thoại Việt nói riêng. Song với nỗ lực và kinh nghiệm gần 10 năm có mặt trên thị trường, chú trọng đầu tư phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Huyền Thoại Việt đã vượt qua những thử thách, đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra. Với phương châm lấy giá trị nghệ thuật làm nền tảng để xây dựng dịch vụ và chiến lược kinh doanh của mình, đồng thời đề cao yếu tố chuyên sâu và tập trung đề cao sức mạnh, chúng tôi chỉ chọn làm những gì mình làm tốt nhất để tạo ra giá trị cho khách hàng của mình. Chúng tôi không theo đuổi danh hiệu công ty sự kiện, team building hay truyền thông giải trí lớn nhất. Chúng tôi theo đuổi mục tiêu để trở thành công ty sự kiện, dịch vụ MICE, truyền thông được nghĩ đến đầu tiên khi khách hàng có nhu cầu. Năm 2018 cũng là năm đánh dấu điểm mới trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế. Yếu tố này chính là đòn bẩy đẩy mạnh Huyền năng lực xâm nhập vào phục vụ thị trường MICE quốc tế với việc sản xuất và thực hiện những sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế trong tương lai. Không ngừng tư duy sáng tạo và đổi mới là một trong những yếu tố góp phần tạo điểm sáng của những dự án mà chúng tôi đã và đang thực hiện, những di sản để đời như Key Moments, Visual Lab, các ấn phẩm truyền thông, những phim quảng cáo, phim giới thiệu luôn là điều khiến cho khách hàng nhớ đến chúng tôi. Thành công không đến một cách dễ dàng mà cả sự nỗ lực, học hỏi và thay đổi. Năm 2019, chúng tôi chắc chắn phát triển một cá tính và thái độ đậm chất Huyền Thoại Việt để khách hàng có thể nhận biết vừa vặn cho câu chuyện tạo ra giá trị thực sự và đủ liều cho những xúc cảm, giúp khách hàng gắn bó dài lâu. Nâng cao giá trị trọn đời cho quý khách hàng và những đối tác dài lâu vì sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Đó cũng là phương hướng phát triển bền vững nhằm tạo ra những giá trị bền vững. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại các hoạt động văn hóa nội bộ và sự kiện hướng tới cộng đồng của Huyền Thoại Việt trong năm 2018 này. Chân thành cảm ơn quý đối tác và khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Huyền Thoại Việt. Một ngày trải nghiệm ở Bản Lắc thật là vui và thú vị.